nó gặp mừng quá gặp. Đi kiếm anh này. Đi kiếm nữa. Điện không được ra điện thoại vô mau rồi. Mà nãy giờ em đi kiếm ông cả mới có rồi em gọi lại đây luôn. Ừ, thấy ngồi trên ngoài thấy mẹ không có lên mà dẫn mình xuống. Được rồi, bây giờ đi lên kia em còn ở đi khỏe rồi em.
Bông sen kìa. Ê, hai đứa không có lạc à, đi qua đây nè. Ồ, hồi nãy mình thấy trên kia là ở đây đúng không? Ờ, mình xuống vườn qua đây. Cáp á là mình thấy hình á. Ừ. Em chụp đi, em đi quay phim. Thôi cây này không có số luôn chứ bộ. Này, ừ, cô Tư đâu? Bà đi theo không hai rồi. Kìa bên kia kìa. Ba người bên kia kìa. Cảnh này đẹp á. Cảnh này đẹp hơn ở trên nhiều. Tại ở đây có cảnh xanh. Cho bà Linh đưa cái mâm kìa, thắm thắng ra coi. Bà đưa cái mâm kìa. Cao lên. Cái máy xíu bị bay màu rồi. Bị bay màu rồi. Cái thằng Samsung nó vậy. Ờ cho nó trắng xét à. 2 năm là nó làm hư một lần. Chụp ai đi tay vậy? Chụp bình thường hết. Rồi cắt bánh tét ngắm Phật. Ừ, cắt bánh tét. Hỏi ra gì đó. Té đó, cái đó quá nguy hiểm, hai nhỏ này chơi thiệt chứ. Con đẹp ghê không? Ghê không? Ra nè, ra nè. Ra nè. Để đem ra nè. Ra ra. Rồi. Rồi cắt bánh tét rồi. Ăn đi. Mình đi thổi kinh số. Thổi kinh số. Thúc. Thôi đi chơi đây. Đánh xuống đó. Đây. Chụp kìa, chụp nó cầm. Chưa. Rồi lấy con nóng chụp đi. Bảo dưỡng. Không, bao nhiêu ngàn chiếc chứ không bằng. Nè, đi 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 bên đây. Ôi vô. Mua cream rồi. Thank you.
Chở lên về chưa cũ rồi. Xuyến đi đâu trước rồi? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hút nha. Lên rồi. Đây là đây, lên đâu? Lên đâu? Lên như thấm. Thấm lưng cầu, thấm bên đây. Thấm lên nè. Lên rồi. Hai cái nhỏ này theo vô trong không? Dễ không? Vô trong đứng ngoài sáng cái đi. Hả đi. Vô trong không? Thôi tao không đứng ngoài chen vô. Ở đây như cái em vô trong cũng